trước khi mình làm mình thử cái bột trước coi nó dẻo không. Đó. Thì mình sẽ làm là 70%. Đó. Thì cái cỏ nó hơi nhỏ ha. Đó, mình sẽ bỏ lên 70% nha. Đó. Đó. Sau đó mình sẽ đẩy lên. Đó. Ôm bột hai bên vào. Đó, mọi người thấy cái màu blue này đẹp không mọi người? Đó, rất là đẹp nha. Đó. Sau đó mình vuốt mỏng xuống như thế này. Đó. Vuốt hai bên vào giữa nhiều hơn là ở giữa nhé. Để cho nó có cái độ ôm. Là this color? Uh-huh. Beautiful, huh? Yeah. Beautiful. Yeah, sexy, huh? Đó. Mọi người nhớ là phải cho nó có độ ôm hai bên vào giữa nhé. Để cái móng cho nó, cái shape cho nó phải thẳng. Thì nó mới đẹp được. Đó. Mọi người thấy bột dẻo không? Chị xài cái bột bên em chưa? Nó bột nem nó dẻo lắm nha. Đó, chị thấy không? Đó. Ok, thế là mình đã có hết là gì? Một nửa móng. Và bây giờ cái phần này là cái phần mình đi vào cuticle và mình sẽ tạo cái độ dày. Đó. Đó, mình sẽ bỏ lên. Và sau đó mình sẽ ôm bột hai bên giáo, đẩy lên cái cuticle. Sát cái cuticle ha. Đó. Sau khi mà đã sát rồi, mình sẽ vuốt cho nó xuống. Mỏng xuống. Đó. Thì mình đã có cái gì? Mình đã có cái độ dày một cái móng. Thế là xong nha mọi người. Đó, mình sẽ linh nhẹ hai bên dài. Đó, thì bây giờ mình đã có một cái độ dày, nhưng mà cái phần ngay đây thì nó lại bị thiếu, đúng không? Thì mình sẽ cho thêm gì? Một cục bột. Nếu mà mình lấy mình bỏ vô liền á thì tất nhiên cái bột nó sẽ bị chảy. Cái thứ nhất, mình sẽ cần gì? Bỏ ra giấy. Sau đó mình sẽ bỏ lên ha. Thì tất nhiên khi mình bỏ lên thì cái bột nó sẽ không bị chảy. Đó mọi người thấy không? Và sau đó mình sẽ quay ngược cái cỏ của mình lại, mình vuốt lại ha. Đó. Sau đó mình đi ăn cơm. Sau đó mình vô, mình ra lại, mình vuốt. Đó. Rồi sau khi mà nó đã khô giống như là cái cục bột ở dưới, thì mình sẽ vuốt xuống như thế này. Thì mọi người thấy không? Thì nó sẽ đi liền với cái cục bột ha, nó không có bị cào. Đó. Thì mình đã có cái gì? Mình đã có cái độ dày của cái móng. Đó. Nhớ nếu mà mọi người đắp không cần cong lắm, không cần u lắm, thì vẫn có cái độ ôm ở giữa nha mọi người. Đó, tại cô khách này không có muốn cong lắm mà cần có cái độ ôm. Đó. Và nhớ làm sao mình phải giữ được cái shape nhé. Đừng cho để mất cái shape. Thì mình đã xong một ngón rồi đúng không? Thì bây giờ thì cái ngón cái bên này, see, the thick how you want, right? Uh-huh. Not too much, right? See? Yeah. Beautiful, huh? You like the color? Uh-huh. Sexy? Pretty. Yeah. Thì cái ngón này mình cũng làm y chang ha. Thì một màu cũng bên giống như bên kia. Thì còn bốn ngón còn lại mình sẽ làm design. Đó. Thì cái cục bột đầu tiên thì mình làm gì? Mình sẽ bỏ lên gì? Là 30 gì? 70%. Mình lấy nước nhiều nha. Tại vì mình đang xài cái cỏ là số 12. Đó. Sau đó mình sẽ bỏ lên là 70%. Đó. Bắt đầu mình sẽ lôi xuống nhẹ nhàng. Mọi người thấy cục bột không? Nằm in ha. Không có bị chảy. Và sau đó mình sẽ ôm bột hai bên vào như thế này. Nhớ bột là phải nâng niu nha. Đó. Nâng niu giống như nâng niu smile á. Thì nó không có chảy ha. Rồi sau khi mình nâng niu xong rồi đúng không? Mình sẽ vuốt mỏng xuống như thế này. Và sau đó mình sẽ vuốt hai bên hông vào. Đó. Và tránh cái trường hợp hồi nãy nó bị hỏng, mình nên không có vuốt ở giữa gì nhiều hơn.
Nhớ khi vuốt bột càng xuống, cỏ mình càng phải làm gì? Sẽ càng nằm nha. Đó. Mọi người thấy bột dẻo không? Rất là dẻo nha mọi người. Đó, mình đã tránh được cái trường hợp là bị hẫm này giữa giữa nha. Đó là tại hồi nãy là mình đã lỡ tay, mình vuốt giữa. Bây giờ mình tránh cái trường hợp mình không nên vuốt giữa nhiều. Vuốt hai bên nhí vào. Thế là mình đã có được cái gì? Một cái shape nhọn. Và sau khi đó mình sẽ làm cái phần còn lại, mình sẽ lấy một bột lớn để mình tạo ra cái độ gì? Độ dày. Dày quá, dục. Thiếu bột. Ok, vừa đủ. Và sau đó mình sẽ bỏ lên. Đưa nó xuống. Và sau đó mình sẽ ôm hai bên vào như thế này. Và mình sẽ đẩy lên cái cuticle. Mọi người nhớ là phải gì? Đẩy bột ở dưới lên. Đó. Tại vì ở dưới nó có bột thì nó mới vô gì? Vô sát cái cuticle của mình. Và khi khi cái cuticle của mình nó đã tròn và nó sát, mình sẽ ôm bột hai bên vào như thế này. Đó. Và sau khi mình ôm ráo, mình sẽ vuốt mỏng từ cuticle đi xuống. Đó. Và mình sẽ tạo ra cái độ dày. Và sau khi mình vuốt xong, mình sẽ lên cỏ hai bên hông như thế này nha. Đó. Mình vuốt lại cho nó đều. Đó. Thì đối với Smile thì cái ngón này nó sẽ bị thiếu ở đầu móng, đúng không? Đó. Nó bị thiếu ở đầu móng thì mình sẽ cho thêm một cái gì? Phần bột vào đây nữa. Nếu không là nó sẽ bị gì? Gãy. Ba chị nha. Mình vuốt ngược lại ha. Đó. Sau khi mà xong rồi, mình sẽ đợi cho nó khô một chút xíu và sau đó mình sẽ vuốt. Đó. Và sau đó mình sẽ vuốt ngược xuống lại ha. Vuốt cho nó hai bên vào. Beautiful. Đó. Và thế là mình đã có được một cái nail ha. Thì xong rồi ha. Bây giờ mình đã có được hai ngón là như thế này. Mọi người thấy không? Đó, nó đã đều ha. Thì tí nữa mình chỉ cần vuốt xếp sơ một cái nữa là mình đã có cái gì? Cái móng rất là đẹp nha mọi người. Đó. Đó, mọi người thích cái màu này không? Màu này rất là đẹp nha mọi người. Đó. Và bây giờ mình sẽ làm lia đờ ở dưới. Và cái cô khách này muốn là hai cái ngón này cũng đắp nguyên một màu. Để làm gì? Để vẽ light work. Thì mình sẽ đắp cũng một màu y chang nha. Và bây giờ cái ngón này thì nó nhỏ, thì mình chỉ cần là gì? Lấy một cục bột thôi, mình không cần đắp hai cục nữa. Đó. Mình sẽ bỏ lên, mình sẽ giữ 1 2 3. Đó, mình sẽ đưa xuống từ từ. Đó, bắt đầu mình cũng đẩy lên y chang vào cái cuticle. Khi nó sát rịch thì mình sẽ ôm bột gì? Mình sẽ ôm bột vào ngay số 3. Đó. Và sau đó mình sẽ vuốt cho nó mỏng xuống. Đó. Và sau đó mình sẽ vuốt nhẹ hai bên hông vào để tạo ra cái shape. Đó, bột rất là dẻo nha mọi người. Đó. Mọi người rất là có nhiều cái tham để mình vuốt cục bột, mình không có sợ gì bị khô. Đó. Cái móng này rất là nhọn nha. Đó. Nhưng mà đối với Smile, ngón này còn bị mỏng. Thì mình phải làm gì? Mình phải cho thêm bột nha, không là nó gãy. Đó. Đắp mình phải có cho nó có cái độ dài một chút, độ dày.
Mình sẽ bỏ ngay vào ngay số 3. Mình đi xuống. Và sau đó mình cũng chỉnh y chang như vậy. Đó, và sau đó mình đi ăn cơm. Là được color. Ok, good. Đó, màu này rất là đẹp nha mọi người. Cô khách này rất là thích. So beautiful. Yeah. Different. You're beautiful, you have to wear a beautiful nail, you know? Thank you. Yeah. Do you have boyfriend? No, no boyfriend. No, no boyfriend. Okay. Ok, thế là mình đã có cái độ dài gì, độ dài của cái móng. Và sau đó mình sẽ chỉnh lại sơ. Wow, màu đẹp quá màu. Đó. Và sau đó ngón này mình cũng cần có cái gì, là ngón này là cũng là light work nha mọi người. Thì mình sẽ cũng đắp một cái màu này lên. Tại vì cô khách này không có thích cái màu clear. Cô thấy thích cái bàn nail của cô khách này là cái màu blue nó nhiều hơn. Đó. Mình cũng bỏ lên đi cha. Ôm nhẹ hai bên vào. Đẩy lên cái cuticle. Sát. Sau đó mình ôm bột hai bên vào ngay số 3. Đó. Và sau khi mình đã ôm xong rồi, mình sẽ lấy cái gì? Mình sẽ lấy nước vuốt từ số 1 tới số 3. Sau đó mình sẽ ôm vuốt từ số 3 đi xuống. Số 10. Đó. Vuốt hai bên nhiều vào. Khi mà mình qua cái khúc nối của 5 và 6 á. Khi mà mình vào cái khúc nối của 5 và 6, mình nhớ là mình phải vuốt hai bên vào thì mình sẽ có cái gì? Cái shape. Đó, thế là xong. Và sau khi mình vuốt xong, mình sẽ vuốt từ đầu tới cuối. Từ số 1 tới số 10. Đó. Bột rất là dẻo nha mọi người. Đó. Thế là xong ha. Đó. Thế là mình đã đắp xong một cái màu blue. Cái màu blue rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ qua đắp cái màu bên kia. Tại vì mình không muốn cái hũ liquid của mình nó bị dính cái leader khi mà mình làm cái ngón tiếp theo. Đó, mình không cần phải thay cái liquid nha. Đó, đỡ tiết kiệm. Thì bây giờ hai ngón bên này là light work. Bây giờ mình sẽ đổi ngược lại qua, hai ngón này là light work, hai ngón này là no. Đúng rồi, hai ngón này đắp một màu ha. Mình lấy một cục bột. Vừa đủ. Mình sẽ bỏ lên. Đó. Mình sẽ đi xuống từ từ. Đẩy vào cái cuticle cho nó sát rịch. Đó, sau đó mình sẽ ôm nhẹ hai bên vào. Và dồn bột lên ngay số 3. Và sau khi mình đã dồn vào, xong rồi mình sẽ lấy nước mình vuốt từ 1 tới 3. Bắt đầu từ 3 tới 10. Đó. Cố gắng vuốt hai bên vào. Khi mà mọi người qua cái khúc nối của 5 và 6 á, là đây. Mình vuốt hai bên vào thì nó sẽ có cái độ gì? Độ ôm cho mọi người ha. Và cái shape của mình ra rất là thẳng và rất là đẹp. Đó. Đó. Và sau khi mà xong rồi, mình sẽ vuốt từ số 1 tới số 10. Khi mà mình vuốt xuống á, nhớ là mình phải để cho cái cỏ của mình nằm. Đó. Thì mình đã có gì? Xong một cái ngón ha. Đó. Bây giờ mình sẽ qua cái ngón này. Đó, đắp cũng đắp một màu. Đó.
Lấy cục bột cho nó lớn nha. Be careful, don't hit the table. They're gonna mess up the pinky. Oh, okay. Đẩy lên cho nó sát cái critical. Đó, sau đó mình sẽ ôm bột vào ngay số 3. Đó. Bắt đầu mình sẽ vuốt từ số 1 tới số 3. Từ số 3 xuống số 10. Đó. Vuốt hai bên nhiều vào. Đó. Lên nhẹ hai bên hông. Đó. Và sau đó mình sẽ vuốt từ số 1 tới số 10. Đó. Thế là xong. Đó. Và sau đây ngón này thì mình sẽ bỏ cái leader màu số TST33 nha mọi người. Thì mình sẽ cho cái leader này nó nằm ở dưới, thì cái màu kia thì nó sẽ nằm ở trên. Đó. Và để mình làm sao để mình không cần phải dũa nữa thì mình sẽ đắp cái leader cho có cái gì? Độ dày. Đó. Đó. Từ tốn thôi nhé. Đó, từ từ thôi. Đó, sau đó mình sẽ vuốt cho nó xuống, mỏng xuống ngay cái phần này. Mình cũng đi theo cái thao tác y chang là vuốt hai bên gì? Nhiều. Đó, bắt đầu tới cái phần này nó chưa có tan ra. Mình đập cho nó xuống tan ra ha. Đó. Hello chị. Duy ơi. Duy. Đó. Tới đầu móng ha. Đó. Và bây giờ mình cũng vuốt cho nó đều lại nha mọi người. Đó. Sau khi mà xong rồi mình sẽ qua cái ngón này. Cũng y chang. Đó. Mình cũng đẩy lên là 70%. No, số 6 thôi. Khúc móng giả móng thạch thôi, đừng có cao quá. Đó. Rồi mình cũng lấy nước đập mỏng ngay phần này. Vuốt hai bên vô. Đó. Cho nó mỏng thôi ha. Ok, thế là mình đã apply xong được cái gì? Cái leader đúng không? Và sau đó mình sẽ apply cái màu gì? Blue on top. Là giống như cái ombre đi xuống nha mọi người. I don't know why the phone did not focus on the nail, they make like cloudy. Đó. Mọi người cho ít thôi nhé. Đẩy vào cho nó sát cái critical. Đó, mình vuốt cho nó mỏng xuống. Đừng xuống quá nhé, xuống ít thôi. See, beautiful. Sexy. You hang out tonight? No. No? You don't do nothing tonight?
No. Ok. Stay Yeah. home. Be Yeah. a good girl. Ok, ngón này cũng vậy nha mọi người. Đó, mình cũng lấy một cục bột y chang. Bỏ lên. Lôi nó xuống. Sau đó mình sẽ đẩy lên cái cuticle. Đó. Sau đó mình cũng dồn bột xuống y như thế này ha. Đó. Mình cũng vuốt cho nó mỏng gì? Mỏng xuống. Cho nó lan ra. Đó. Wow, so beautiful hả? Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp nha mọi người. Cái màu này rất là đẹp cùng với cái kim tuyến là GPC 33. Đó, và sau khi mà mình xong rồi mình sẽ cho gì? Mình sẽ khoan cho một cái lớp clear lên nha mọi người. Tại vì á, cái bột nó đang còn ướt hai cái lớp bột. Nếu mà cái bột thứ ba nó chồng lên nó sẽ dày lên thì nó sẽ bị nóng. Mình sẽ cho nó khô trước, sau đó mình sẽ bỏ cái gì lên? Bỏ clear lên. Và qua ngón này bây giờ mình sẽ cho cái clear nó sẽ nằm nhí. Nó sẽ là on the top. Thì cái màu này nó sẽ nằm ở dưới nha. Cái màu blue nó sẽ nằm ở dưới. Thì khi mình bỏ cái màu blue đối với Smile vậy là quá nhiều. Lấy một bột ít giống như bên kia. Bỏ vô. Đưa nó xuống từ từ. Sau đó mình sẽ đẩy lên. Đẩy cho nó vô sát cái cuticle. Đó. Sau khi mà sát rồi mình sẽ đưa bột nó xuống như thế này. Và mình cũng làm gì? Vuốt xuống. Y chang. Đó. Vuốt cho nó xuống. Cho nó có cái độ ôm lên. Đó. Vuốt nhẹ hai bên giáo. Vuốt nhẹ hai bên giáo. Beautiful. Đó. Mình sẽ cho vào gì? Một miếng kim tuyến ở đây. Ngay cái chỗ này. Đó. Cho nó đi ngược lên. Sau đó mình sẽ cho kim tuyến xuống dưới hết đầu móng. Đó. Cho nó vào. Beautiful. You like it? Sexy hả? Yeah. I am the sexy. Oh my god. Ok, ngón này cũng y chang ha. Mình sẽ cho kim tuyến nằm ở trên. Mình bỏ lên. Mọi người để ý cái thao tác đẩy vào cuticle ha. Đó, đẩy vào. Đẩy lên, giữ. Đẩy lên, giữ. Đẩy lên, giữ. Đó, đẩy lên, giữ. Ok. Cuticle đã đẹp. Mình sẽ đi gì? Đi bột xuống. Vuốt nó ra. Xong. Đó. Và sau đó mình cũng vuốt từ số 1 tới số 3. Bắt đầu vuốt hai bên giáo. Đi xuống. Đó, thế là xong. Và khi mà xong rồi mình sẽ đỏ gì? Kim tuyến lên. Đó, ngay cái phần của cái phần ombre này. Đó, mình cũng xuống nhẹ nhàng y chang. Nhớ nha. Cho nó lên trước đã. Phay đặt lên. Và sau khi xong rồi mình cũng đưa xuống hết đầu móng. Đó. Beautiful. Đó, màu này rất là đẹp nha mọi người thấy sáng không? Kim tuyến này rất là sáng nha. Đó. I love with you. Đó. Đó là hai màu này. Rất là đẹp. Cái màu mới đấy, màu là GST 33 này là màu mới nha mọi người. Đó, lên kim tuyến rất là đẹp ha. Đó, cộng với cái màu blue này mọi người thấy không?
Màu blue là 86 trong set 146 màu. Cái GST này là 33 ha, trong cái set leader. Và sau khi mà mình cover những cái này, mình cần cái gì? Mình cover cái này mình cần phải dùng cái quick tí, crystal clear. Crystal clear là gì? Crystal clear là cái crystal rất là trong nha mọi người. Nó làm cho diamond sáng và làm không làm cái diamond á, cái leader nó bị yellow. Hoặc ha. Đó, mình sẽ cover để tạo ra cái gì? Tạo ra cái độ dày. Đó. Dùng crystal clear nha. Hello Kim Huy ha, hello Julie Tú, hello hello Alex ha. Hello hello mọi người. Đó nãy giờ không biết sao mà không thấy cái comment luôn. Đó mình dùng crystal clear nha. Đây là cái thao tác mà smile cover gì? Gì cover cái lớp clear nha mọi người. Mình sẽ bỏ một cái tờ giấy như thế này. Đó. Mình sẽ dùng cái hũ clear và mình sẽ dùng cái liquid. Đó. Đồng mùa cái. Mình sẽ bỏ một lớp nước lên. Sau đó mình sẽ dùng một cục clear như thế này. Mình sẽ bỏ lên. Và sau đó mình sẽ cho nó chảy xuống tự nhiên. Mọi người thấy nó chảy xuống không? Đó. Rồi sau đó mình sẽ vuốt từ số mấy? Số 1 tới số 3. Tạo ra cái độ u lên, curl lên. Và sau khi xong rồi mình cũng vuốt từ số 3 tới số 10. Đó. Oh my god. Đó. Thì đã thế là mình đã gì? Cover xong cái lớp gì? Clear. Mình lên nó ra. Bắt đầu mình sẽ coi lại check sơ. Vuốt từ 1 tới 10. Thế là xong. Đó, mọi người thấy không? Đó là cái cách cover clear ha. Bây giờ mình qua ngón này cũng y chang. Mình bỏ một cái gì? Lớp gì? Lớp nước lên. Sau đó mình lấy cái crystal clear. Mình bỏ lên. Cho nó chảy xuống tự nhiên. Đó, mọi người thấy nó chảy không? Đó. Bột crystal clear mà muốn càng trong á thì mọi người làm cần phải ướt nha mọi người. Đó. Khi mà xong rồi mình cũng vuốt từ số 1 tới số 3. Bắt đầu mình sẽ vuốt từ số mấy? Số 3 xuống số 10. Đó. Và khi mà mình vuốt từ số 3 xuống số 10 nhớ là vuốt bột hai bên nhỉ? Vào giữa. Đó. Và sau khi xong rồi mình sẽ vuốt từ số 1 tới số 10. Đó. Beautiful. Thế mình đã gì? Cover xong cái lớp clear ha. Và bây giờ qua ngón này mình cũng làm y chang như vậy. Cover lớp gì lên? Crystal clear lên, bỏ một lớp nước lên. Sau đó lấy clear. Đó, bỏ lên. Đó, cho nó chảy xuống tự nhiên. Đó. Và khi mà nó đang chảy xuống tự nhiên nó dừng lại thì mình sẽ lấy vuốt từ số 1 tới số 3. Đó. Từ số 1 tới số 3. Từ số 3 tới số 10. Nếu mà cái phần này còn bị thiếu mình phải đẩy lên, không có cho nó xuống nữa. Đó. Mình sẽ vuốt lại từ đầu, 1 tới 3. 3 tới 10. Đó. Mình sẽ đi xuống vuốt hai bên vào. Hết đầu móng. Thế là xong. Nhưng mà đối với smile này ngón này nó còn hơi mỏng ngay cái phần giữa, mình phải cho thêm một cục bột. Đó, không là nó bị gì? Gãy. Cho một cục bột ở giữa đây. Đó. Nhánh nó ra nhẹ nhàng. Nhớ cục bột này đừng có cho nó quá ướt, nếu mà nó ướt nó sẽ bị chảy xuống.
Đó. Và sau khi nó đã khô rồi, mình cũng vuốt lại y chang như vậy. Vuốt từ 1. Đó. Vuốt hai bên vào. Thế là xong. Thank you chị Kim nha. Bây giờ ngón này cũng y chang ha. Be careful, don't push, ok. Ok. Mình bỏ một cái gì? Lớp nước lên. Thì thay vì hồi nãy nó bị mình lấy một cục bột nó bị thiếu, thì bây giờ mình sẽ lấy cục bột lớn hơn. Đó, để cho nó đủ nha. Chúi cái móng xuống. Chúi cái móng xuống. Đó. Và sau đó mình sẽ lấy nước vuốt từ số 1 tới số 3. Và sau khi mình vuốt từ 1 tới 3, mình sẽ ôm nhẹ hai bên vào. Đó. Cho bột lên lại. Rồi vuốt hai bên vào. Sau khi mà xong rồi, mình sẽ vuốt từ số 1 tới số 10. Đó. Thì thế là mình đã cover xong cái lớp clear trên cái này nha mọi người. Để cho nó không có bị gãy ha. Và cái độ dài của cái móng đã có rồi. Đó. Sau khi mà nhớ là mình làm những cái design hay những cái kim tuyến như thế này á, mình phải dùng cái gì? Crystal clear nha mọi người, thì nó mới trong. Nó không bị đục, nó không bị bubble, không bị hột. Đó. Và bây giờ mình sẽ chạy cái phần cuticle. Nó mình vuốt xếp cái phần. Khi mà mình chạy cái cổ mình nên dùng cái đầu này nha mọi người, cái đầu này là đầu nhọn nha, hai chân nguyễn, hai hoa, hai hai hũ nha. Đó, cái ngón này hồi nãy nó bị chảy xuống mà giờ mình lên nấu kịp nó khô thì mình dùng cái đầu này mình chạy luôn. Đó, mấy ngón này thì không có gì ha. Đó thì mình không cần phải lên. Sau khi mình lên xong rồi, mình sẽ chạy cuticle. Bét nhẹ như thế này ra. Để cái đầu dũa mình cho nó nằm ha. Đó, đi. Đi cho nó nhẹ thôi nha. Phải gentle. Don't hurt the woman. Yeah, they baby. Easy to cry, you know. Đó, mọi người thấy không? Đi nhẹ nhàng thôi nha. Đó. Thì mình đã có cái cuticle rất là sạch nha mọi người. Đó. Đó, mình đi bên này cũng vậy.
Khi mà mình chạy cái yêu cầu mình nhớ là phải nín thở 30 giây. Đó, để cho nó không bị rung. Ok, dọc đây nha. Đó, bây giờ mình sẽ qua ngón này cũng y chang ha. Mình chạy cái Kiriko cho nó mỏng xuống. Không phải mỏng mà nó cho nó tròn ha. Nó sạch. Đó, mình đi từ từ thôi. Đó, mình qua ngón này cũng vậy. Mà nhớ là không được hurt the woman. But sometimes just make them hurt a little bit so they can remember you. Yeah. If you do too good, they forget you right away, right? No. Yeah. Do I hurt you, baby? No. No, huh? I'm very gentle, huh? Mm-hmm. Yeah, I'm the gentleman, you know? I don't do nail for like long time already. Really? Yeah, 3-4 months already. I don't. First but, time in a while? Yeah. But I'm still don't forget the technique, huh? Yeah, right. Yeah. Like riding a bike? Uh-huh. Mọi người thấy không? Cái đầu dũa này rất là an toàn nha mọi người. Đi rất là an toàn mà rất là sạch da ha. Nó không bị dính da, nó không bị mòn gì ha. Và nó không làm đau người khách ha. Và những cái chỗ, cái góc nào nó cũng đi vào được hết á. Đó, thì cái đầu dũa này, dũa Kiriko rất là đẹp, rất là bén. Và không bị mất bột. Ok, sau khi mình đã xong cái phần Kiriko, mình sẽ đi cái phần là chạy mịn nha mọi người. Đó. Thì mình chạy mịn như thế nào? Đó. Giống như ngón này thì mình không cần phải gì? Chạy mịn nhiều. Đi sơ thôi. Xong ha. Và ngón này mình sẽ cần chạy mịn một chút xíu, tại vì nó là tới 3 lớp bột nằm ở trên thì nó sẽ bị dày một chút xíu. Mình phải dũa lại cho nó đẹp. Đó, và sau khi xong rồi mình sẽ nhìn ngang như thế này. Chỗ nào u lên thì mình dũa, chỗ nào không u lên thì mình không cần phải gì, dũa. Đó. Đó. Nếu mà không đều mình phải dũa nhé. Nếu mà cái móng nó đều rồi mình không cần phải dũa nhiều. Đó. Đó, mình chỉ chạy sơ thôi. Đó.
Thế là xong cái phần mình chạy ha, đã ra đẹp rồi ha. Bây giờ đây, bây giờ mình sẽ qua cái phần xếp, phần xếp mình vuốt như thế nào để cho nó lạ, để cho nó thẳng ở dưới và ở trên. Bây giờ Smile sẽ hướng dẫn cho mọi người ha. Mình sẽ bét nhẹ hai bên hông này ra đó, để cho nó tách rời này, mọi người thấy không, để cho nó tách rời ra. Và sau khi tách rời đúng không, cái thịt của người khách như đây thì mình để cái đầu dũa ngay vô đây đúng không đó. Nhưng cái quay của Smile dũa là nó nhanh hơn, là có nghĩa là Smile sẽ làm gì, Smile sẽ cho cái đầu nhọn nó trên đây trước đó. Thì khi nó đã ra cái đầu nhọn này đúng không mọi người, thì bây giờ mình sẽ đi này. Can you sit like straight? No yes, so yeah, there you go. So I can see the strain, you know. Yeah. I don't want your hand like cooking, you know. Mm-hmm. Yeah, because you're beautiful, you know. Okay, bây giờ mình sẽ dũa số 5 và số 6 trước. Nhớ khi mà mình dũa vào trong đây mình không có gì đè tay nha. Nếu mà mình đè nó sẽ bị đau tay khách và đứt tay khách nha. Khi mà mình dũa ở đây là mình chỉ đi nhẹ nhàng thôi. Nhẹ thôi ha. Đó. Thì mình đã có cái gì? Đường thẳng của hai bên hông này trước rồi. Và sau đó mình sẽ đi từ dưới đi lên. Nhớ nha, cái thịt của người khách đây nó chỉ nằm ở đây thôi. Đó. Đi từ dưới, ôm nó lên. Đi từ dưới, ôm nó lên. Rồi bên này cũng y chang, đi từ dưới, ôm nó lên. Đi từ dưới, ôm nó lên. Đi từ dưới, ôm nó lên. Đó. Thế là mình đã có cái gì? Một cái móng super pointy. Yeah. Beautiful. My God. Beautiful. Đó, mọi người thấy không? Mình đã có một cái gì? Đường thẳng ở dưới và đường thẳng ở trên. Đó. Và bây giờ mình qua cái ngón này cũng y chang ha. Mình sẽ vuốt từ đâu trước? Đó, mình vuốt 5 và 6 trước. 5 và 6 là móng giả, móng thật nha mọi người. Đó. Và khi xong rồi mình sẽ vuốt đường thẳng ở dưới và ở trên. Bên này cũng y chang ha. Sau đó mình sẽ chăm sóc ở đầu móng. Và mình sẽ đi dưới như thế này. Nhớ là giữ tay của người khách lại nhé, để cho nó không có bị đau. Thế là xong. Đó. Bây giờ mình sẽ check lại coi nó nhọn chưa, đủ độ nhọn chưa, hay là muốn nhọn thêm nữa. Đó. Và bây giờ qua ngón này cũng y chang. Nhớ nha mọi người, phải bét hai bên hông ra nha. Đó, mình sẽ đi từ số 5 và số 6 cho nó thẳng vô. Đó, thì khi mình đã có hai đường thẳng, bây giờ mình sẽ lấy đường thẳng của hai bên hông này. Đó. Một bên. Bên này. Hai bên. Và sau khi hai bên xong rồi, mình sẽ đi đường thẳng của đầu móng. Sau khi mà mình đã có đường thẳng của hai bên hông, và sau đó mình sẽ đi đường thẳng ở dưới lên sạch, để làm cho cái móng người khách nhìn rất là mỏng, nhưng mà thật sự rất là nó có cái độ dài nha mọi người. Nhưng mà khi mình vuốt dưới như thế này á, nó làm cho cái móng người khách nó nhìn nó natural lắm, nó tinh nè, không có bị tích, và nó sẽ lên ra hết tất cả những cái dơ, cái sạch ở nằm ở dưới. Bây giờ mình sẽ vuốt cho nó nhọn thêm chút xíu nữa nhé. Đó, tại cô khách này rất là thích nhọn. Yeah, so I feel so good. When I touch your finger, you know, your nail. Mm-hmm. Yeah. Have someone touch your nail? No. Touch my nail? Yeah, only me. Special. Yeah, that you want more pointy or? No, it's fine. Okay, mình sẽ đi 5 và 6 trước. Tạo đường thẳng hai bên hông. Và sau đó mình sẽ đi đường thẳng hai bên hông. Mọi người nhớ nhé, cái thịt của người khách tới đây là mình chỉ vuốt tới đây thôi nhé, không có được vô nữa nhé.
Vô nữa là vô cái móng thạch của người ta nha. Thế là xong, mình sẽ giũa đường dưới như thế này. Cắt. Đó, rất là nhỏ nha mọi người. Và bây giờ mình qua ngón này cũng y chang ha, cho nó nhỏ ha. Vũ đường thẳng số 5 và số 6 tiếp này, nghi chàng ha. Đó, bên này cũng vậy này. Đó. Bên này cũng vậy ha, bên này cũng vậy, bên này cũng vậy. Sau đó mình sẽ đi đường thẳng hai bên hông. Mình chét lại ha. Ngón này nó hơi dài một chút xíu cho nó ngắn xuống. Đó, sau khi ngắn xuống rồi đúng không? Mình sẽ vũ đường thẳng này ở trên đầu móng nè. Đó, vũa cho nó nhọn, thật là nhọn. Đó, mình sẽ đi từ dưới. Beautiful. Năm và sáu. Sau đó mình sẽ đi nhỏ nữa ở bên hông. Đó, mình sẽ đi đường thẳng ở dưới. Cho nó super nhỏ nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua hai cái ngón design này. Mình sẽ cho nó nhọn nữa nha. Mình cũng vuốt y chang số 5 và số 6 ha. Đó. Và bây giờ mình sẽ vuốt hai bên hông như thế này. Ok. Rồi, sau đó mình sẽ đi từ dưới đi lên. Ok. Sau đó mình sẽ lên ở dưới ha. Đó, những vụ nhọn y chang ngón bên này. Đó, khi mình vũa xong mình phải chét lại nữa nhé. Đó. Vũa nhọn trên đầu móng ha. Ok, sau khi nhọn trên đầu móng mình sẽ đi từ dưới. Bên hông này cũng vậy. Đó, sau khi nhọn xong rồi bắt đầu mình sẽ đi đường thẳng của hai bên hông. Yeah, very good. Và bây giờ mình sẽ check lại nha mọi người. My God, so beautiful baby.
You in love? Yes, we I gonna, like do it. you want to marry me? Yeah, let's yeah. go. Go to Vegas. We go Vegas? Mm-hmm. Why? Huh? Why we go Vegas? Quick. Quick? Quick and easy. Cheap. Cheap? Oh mm-hmm. my God. Mm-hmm. You want a big expensive wedding? Mm-hmm. Yeah? Yep. Ok, bây giờ mình bên này cũng vậy nha. Đó, khi mà mình dụ hai cái thằng này vô rồi á thì cái sếp của mình á nhìn nó bị bè ra. Đó, sau khi mà nếu mà bên hông này nó đã nhỏ rồi mọi người không, mà trên này nó chưa có nhọn mà mình cứ dụ hoài dụ mãi để cho cái thằng này nhọn, có phải là cái tí nữa đó cái thằng này nó bị nhỏ không? Đó vậy lý do tại sao mình phải làm cho cái thằng này nhọn trước, sau đó mình canh ha. Đó. Rồi sau khi mà nó nhọn rồi đúng không mọi người? Đúng không? Nó nhọn rồi đúng không? Thì bây giờ mình đi từng dưới nè. Cho nó thẳng trước đã. Ừ. Sau khi mà mình đi đường dưới thẳng rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ lấy thẳng từ từ số 5 đi tới đầu móng. À ha. Đó, mọi người thấy rất lạ không? Rất là lạ ha. Đó, mình cũng đi dưới là một lần nữa cho nó sạch. Thì nó đã ra cái gì? Cái sếp. Ok. Bên này như vậy ha. Đó. Cho nó vô. Cho nó thẳng vô. Ồ, thì cái này thì nó bự quá mọi người thấy không? Dũa cho nó nhọn trước. Nhọn nữa. Đó, nhọn nữa nha. Mọi người nhớ là dũa phải đều hai bên nhé. Không được một bên nhiều quá thì tất nhiên tí nữa là nó bị méo qua. Hi Linda. I just want to confirm, we can deliver to you today at the Brooklyn address, right? Yes, yes, thank you. Okay, all right. You know what time? I think it's going to be after 2. Okay, okay. They're going to deliver to a local in Anaheim first, and then they'll come deliver to you. Okay, sounds good. Thank you, baby. Bye. Okay. Đó. Bây giờ mình sẽ đi đường dưới nha. Đó, sau khi mình xong rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ làm cho cái thằng này thẳng lại này. Mọi người thấy nó bị méo không? Đó, nhớ nha. Thì cái phần trên này nó bị dày, thì tất nhiên nó nhìn cái móng nó méo ha. Ôm này, mọi người ôm cái dũa vô để cho nó dũa ở trên. Đó, mọi người thấy đỡ lên ha. Bây giờ bên này cũng y chang vậy. Cho nó nằm lên. Ok, bây giờ mình sẽ đi đường dưới một lần nữa. Bây giờ mình bỏ ngược lại mình check nhé. Đó. Mình phải dũa cho cái đầu móng cho nó nhọn nữa ha. Đó. Khi mà nó đủ đồ nhọn rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ check lại hết một lần nữa. Bây giờ tới cái phần mà mình bóc phơ nhá. Đó, bóc cho nó sạch này. Nhớ khi mình bóc là mình bóc xuống nha mọi người, bóc chéo à, cái chữ S á. Bóc cho nó ra hết mấy cái dơ ha. Đó.
Mình đi với móng ha. Okay, sau khi mình xong rồi, cuối bụi nha. Đó. Bây giờ mình qua cái này cũng y chang. Phủi bụi ha. Ok. Thế là cái phần này mình đã xong ha. Mình đã build được cái nail rồi đúng không? Đó. Bây giờ cái nail của người khách đã ra rồi nha mọi người. Đó, thì áo. Đó mọi người thấy không? Nó đã ra rồi ha. Đó. Oh, let me see. Đó, nó đã xong rồi ha. Thì cái độ dày lên như thế này ha, không quá dày ha. Đó thì cái nail cái màu này ra rất là đẹp nha mọi người. Cái màu này là màu 86 nha, nếu mà đã có rồi ha, với là GST 33 mới ra. Đó, mọi người thấy không? Đi với cái bộ màu này ha. Thì bây giờ mình chỉ là việc là design lên thôi à. Thì design này thì nó vẽ thì nó hơi lâu. Thì mai muốn quay tới đây thôi ha, cho mọi người coi nha. Đó, ok, thank you mọi người. Chúc mọi người mùa cuối tuần vui vẻ ha. Đó. Bây giờ mình sẽ chụp tấm hình ha.